Bạn ơi, đấy là mình đang còn đứng ở địa điểm mà tại vì mình quay gặp trước nên mình họ khỏi công ty, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là xóm Đông Du Hải là hướng này. Đây có cái ngã ba đấy, một hướng đi Đông Du Hải, còn một hướng đi cuối tuyến là cái đường này đấy. Đó, đường đường cuối tuyến. Thì đây này mình sẽ giới thiệu các bạn là cái đồng cỏ ấy. Đồng cỏ này này, thấy các bạn thấy rồng mánh mông không? Bác ngát luôn. Cái này thì TH họ lấy hết rồi đấy. Đồng cỏ này đây họ lấy bên núi Bo. Ê, mình nhầm trùng cất rồi vậy. Đồng cỏ này này, họ nở trong để nuôi chó bò sữa ấy. TH hay vì thì như mình nhớ không nhầm mà TH của TH họ thâu tóm lấy hết cả rồi. Đây, một đồng cỏ bạt ngàn luôn. Màu xanh cả luôn, đồng cỏ cả. Đấy. Thì tuyến đường này nếu mà TH họ không đầu tư là tuyến đường này thì cũng là đường đất rồi. Như họ đầu tư họ xây để cho xé họ chơi cỏ ấy. Thì đường này đường nhựa. Đấy. Mà nó cũng xuống cấp rồi, tại vì phương tiện nó trọng tải lớn đấy, nó đi phương tiện trọng tải lớn nó đi là hẳn bị xuống cấp rồi. Nó thì mà cái xe của TH ấy thì mấy khi nó để đấy, đồng cỏ này thì người dân họ cánh cho cả những con đồng cỏ này ai họ để ý đến khi nào đến mua vụ của nó ấy thì nó bắt đầu nó mới cắt hết đồng cỏ này nhá. Mình nói hơi nhiều nên dư mình hơi mệt đấy. Đây đồng cỏ nói chung là đất ở vùng mình là TH họ lấy hết rồi, nhưng họ lấy họ đến trồng cỏ, họ đến bù ấy, dân người ta họ cho đến bù là như dân thì họ có đất để trồng cây thu hoạch nữa. Nhưng mà hồi thì có ý chứ họ suy nghĩ ra bán để đền bù là sau này là có tiền đó. Họ nó biết đầu tư họ tiêu xài hết sau đến khi có tiền đền bù để hết đấy. Họ mới bắt đầu đi làm lại như họ nghĩ ra được số tiền đó ấy. Tiêu hết thì mới thấy hối hận. Đấy. Đấy. Đồng cỏ xanh mướt lắm các bạn ạ. Có xem view ấy, mình sẽ quay một vòng các bạn xem. Đấy thôi đến đấy thôi nhá.